Rồi, ta luồng thì cô sẽ làm cho bạn một cái demo, cái demo lưu file đúng không? Lưu file thì cái này lưu file trước nha. Còn khi các bạn lấy từ cái dữ liệu từ form xuống thì các bạn sẽ phải làm sau, ok? Hoặc là ok cô sẽ làm luôn, nhưng mà như này cô sẽ hướng dẫn các bạn cái từ đầu. Từ đầu nhé. Đây. À, đầu tiên cô sẽ tạo một cái form trước nhé. Cô không có làm cái đổ dữ liệu nữa, tại vì làm đổ dữ liệu nó rất là mất thời gian. Thì cô sẽ làm một cái form trước các bạn. Như một cái frame. Trong này cô để lưu trữ hai cột thôi, đúng không ạ? Ví dụ cột là tên và cột lương, đúng không ạ? Sinh viên đi, sinh viên. Sinh viên form. Cột tên và cột điểm. Đấy. Đấy. Thì ta sẽ tạo cái đơn giản thôi. Label nào. Tên, đúng không? Các bạn đổi tên nào. Nhớ là phải đặt tên biến ha. Text tên. Cái thứ hai là cái điểm. Sao mà cứ nghe rào rào nhỉ? Như cái này cô bị trùng á. À không phải. Rồi cột thứ hai là cột điểm. Các bạn là text điểm ha. Rồi các bạn làm tầm cái button. Lưu ha. Lưu. Thêm mới. Đúng không ạ? Cái đọc là cô không có làm, không có làm đây. Đọc thì các bạn phải đổ ra cái này. Nhưng cô sẽ đọc ra kiểu khác. Khi cô nhấn đọc một cái thì các bạn nó sẽ hiển thị một cái list ở phía dưới á. System out á ha. Để các bạn nhìn. Còn cái này cô demo nhanh, còn không có làm table nó rất là lâu, cho nên là demo nó lâu lắm. Cô làm một cái button nữa là đọc file. Ok. Rồi. Ta có như vậy thôi đủ rồi. Được chưa? Form vậy thôi. Thì bây giờ để làm cái bài này nè. Thì trước mắt cái bước đầu tiên là các bạn phải tạo cho cô một cái class. Class này được gọi là class cơ sở. Class này là class sinh viên, class cơ sở. Thì class cơ sở này thì nó chỉ chứa đơn giản thôi. Đó là chứa cái gì ạ? Cái tên và cái điểm thôi, đúng không ạ? Đấy, các bạn chứa hai trường, hai cột, đó là string sinh viên, string tên và double điểm. Ok. Hai cột đấy thôi. Và các bạn có thể tạo constructor cho nó. Thì cách tạo constructor nào? Click chuột phải, chọn insert code. Các bạn chọn constructor. Constructor hai đối số vào đây. Generate. Đúng không ạ? Từ sinh. Rồi để getter setter, để sau này các bạn mà làm mà để lấy nó dễ. Thì nếu các bạn để cái này là private thì các bạn để cái getter setter. Nhưng thôi, tạm thời chỗ này cô vẫn để này để các bạn dùng ha. Getter setter cô nói sau. Thì cái này sinh một cái constructor như vậy. Thế là đủ rồi. Đúng không ạ? Đấy. Rồi. Nhưng mà các bạn lưu ý này, để ghi file hay đọc file thì ta cần
tuần tự hoàn nó. Serializable. Tại vì cái này là dữ liệu của ta, là dữ liệu nó nhiều loại lắm. Vừa tên là kiểu chuỗi, rồi double kiểu điểm là double. Nó nhiều kiểu ở trong một cái object. Cho nên muốn ghi lên file thì các bạn bắt buộc phải tuần tự hóa nó. Hiểu không ạ? Và các bạn lưu ý phải thêm cho cô cái này, không thêm cái này không làm được nha. Implement cái serializable là cái này. Cái này được gọi là tuần tự hóa ha. Cái này là bắt buộc. Và các bạn hay quên cái này. làm cô ơi, em chưa tuần tự hóa. Cô ơi sao em ghi không được, em làm đúng hết rồi ghi không được. Nó không bảo lỗi đâu, nhưng mà không ghi file được, hiểu không ạ? Là do anh này. Ok, nhớ là bước này rất là quan trọng. Ok, xong. Nghĩa là cái file này xong rồi thì qua ta qua cái form để ta bắt đầu xử lý code, đúng không ạ? Thế click đúc vào thêm mới. Thì trong cái thêm này là các bạn viết trực tiếp code, hoặc là các bạn viết một cái code ở ngoài xong gọi nó vô, đúng không ạ? Một cái method ở ngoài. Thì cái method ấy thì cô thường cô viết ở phía trên này nè, nhìn nó dễ, đúng không ạ? Khi lên trên cùng thì cô nhìn hết luôn, đúng không? Đó, thì ta có là public void ha, ghi file, đúng không? Ghi file. Đó. Ok. Và khi gọi thì cô sẽ copy cái này xuống ở đây, đúng không ạ? Xong chưa? Thế nhá. Rồi ở đây các bạn sẽ ghi file như nào. Thì đầu tiên, rồi chết chà, con nghe điện thoại chứ. Alo. Morning. Ok, I go now. Okay. Rồi, thì bây giờ chờ cô xíu xì. Rồi, tiếp nha. Cô sẽ lưu ý nè, cô sẽ làm những cái này nè, thao tác này các bạn này. Tại vì các bạn khi lưu thì các bạn lưu một object thì dễ, lưu một object thì dễ ha. Nhưng mà ở đây các bạn làm là các bạn phải lưu nhiều, đúng không? Các bạn lưu một danh sách mà, nhớ không? Nhập sinh viên thứ nhất, ok, nhập sinh viên thứ hai, đúng không ạ? Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn nhập sinh viên thứ nhất trước, có thành công rồi đã. Sau đấy cô sẽ hướng dẫn nhập sinh viên thứ hai một danh sách luôn. Thì bây giờ ta sẽ nhập sinh viên thứ nhất như sau. À, đây. Ta sẽ vào cái source. Đầu tiên, ta sẽ phải lấy dữ liệu từ hai cái trường các bạn nhập ở ngoài, đúng không? Đó, ta sẽ có biến là string tên, đúng không ạ? Gắn bằng a txt tên chấm get text, đúng rồi. Ok. Rồi double điểm gắn bằng ép kiểu, đúng không? Ép kiểu không? Ép luôn. Double.parse double txt điểm chấm get text. Được chưa? Xong đấy, cô sẽ đưa hai cái này, đưa vào object này, sinh viên, đúng không? Muốn ghi object thì phải tôi phải đưa hai dữ liệu này vào object sinh viên trước. Ok, vậy tôi sẽ tạo một cái object là sinh viên, sinh viên sv bằng new sinh viên, và đưa điểm và tên vào, đấy không ạ? Đưa vào constructor luôn là thấy ok không? Được chưa? Vậy tôi đã xong cái thao tác là đưa dữ liệu, hai cái trường dữ liệu vào object sinh viên rồi. Bây giờ tôi bắt đầu ghi object. Bây giờ mới đến công đoạn là ghi nè. Ghi file.
ghi object, đúng không? Lên file. Ok. Để ghi công đoạn là ghi object lên file. Thì để ghi object lên file thì ta phải đầu tiên là ta phải mở cái luồng file ra trước. Các bạn nhìn ha. Ta phải mở cái luồng file ra trước. Đây. Đầu tiên vẫn phải mở cái luồng file này trước. Không mở cái luồng file này thì không thể ghi object được. Ta sẽ có hai thao bước, một là mở luồng file, sau đó ta mới mở cái luồng của object. Sau đấy ta mới write object lên. Ok? Xong chưa? Rồi ta sẽ làm như sau. Đầu tiên mở luồng file thì ta có là file gì đấy? File output stream FOS bằng null trước đi. Giống như khi nãy tôi làm đúng nguyên tắc giống khi nãy. Đó. Rồi để đọc ta phải try cat đúng không? Tôi viết luôn để nó khỏi sinh cái tùm lum. Đúng không ạ? Cat exception ở đây. X. Đấy, để tất cả vào cái này là xong. Đấy, để cái báo lỗi ở đây để đề xuất ra nếu gặp lỗi print state trace. Ở đây. Ok. Rồi ta sẽ có là FOS sẽ bằng new file output stream. À, cô sẽ mở cho các bạn coi khi nãy cái file ta để đâu nè. Cái file các bạn làm xong rồi, các bạn vào file nè. Các bạn vào bài 5 đúng không? Thấy cái data lưu trữ ở đây thấy chưa ạ? Đúng không ạ? Cái data khi nãy lưu trữ ở đây ha. Rồi bây giờ trong cùng thư mục luôn ha. Đấy, bây giờ ta vào, ta quay trở lại nè. Cái này cô đặt là sinh viên. Cái đuôi là do các bạn đúng không? Sinh viên. Tên file là sinh viên data. .txt hoặc .dat cũng được, nó mở đều mở tách được hết ha. Đó. Ok. Sau đó các bạn phải mở cái luồng object là object gì ạ? Output stream. Đó. OOS cũng bằng null luôn. Đúng không ạ? Đấy, thì ta sẽ có OOS gắn bằng. Gắn bằng. Gì đấy ạ? New. Gì đấy? Object output stream. Đưa cái chuỗi kia vào. New object output stream. Đưa cái FOS vào. Đó, xong. Mở xong. Rồi, bây giờ ghi lên thì ta chỉ cần là OOS chấm write object, đưa cái object của ta là SV đúng không các bạn? Xong chưa? Xong rồi. Và bây giờ nhiệm vụ các bạn chỉ cần đóng cái này lại thôi. Finally đóng nó lại ha. Finally. Đấy, đưa cái này vào trái. Cái này các bạn học thuộc ha. Exception S vào đây. Trái vào đây ta có là gì đây ạ? FOS chấm close và OOS chấm close. Nhớ nha. Thông thường thì anh này sẽ close trước. Đấy, sao anh kia mới close. Ok chưa? Cái này là ghi file. Người ta thử làm nha. Nếu ghi file thành công thì cô sẽ để cái này là gì đấy ạ? Ghi option bên chấm show meshes dialog nún. Cái này là gì đấy? Thành công đúng không ạ? Ok. Chạy nha. Run file. Điều như diện 10. Thành công. Rồi đóng nha. Ta kiểm tra lại nè. Xem ok chưa nha, vào file bài 4 nè. Thầy có cái sinh viên.txt chưa? Thế.
mở cái file sinh viên .txt này ra, nó không đọc được đâu, chứ nó lại nó là bài, nó là dòng bài mà. Đây cô sẽ mở dòng này các bạn coi nào. Java 2 demo bài 5 sinh viên nào, mở ra nào. Đấy, nó định mã hóa tại vì nó là lưu trữ dòng bài mà, nó mã hóa. Đấy, string tên diện thấy chưa, ok đó, nhưng mà nó mã hóa mất tiêu rồi, các bạn nhìn không có ra đâu. Ok rồi, thì đó là bây giờ các bạn ghi lên file một đồng chí thôi, đúng không? Ok rồi, bây giờ đọc file nào, các bạn viết một cái method đọc file, public void đọc file, đúng không ạ? Hoặc là load file cái gì đó, load từ file ra, đọc từ file. Ok, tương tự trên này ta có gì đấy ạ? Cô copy nha. Ok, cô copy nó ra cho nhanh nha, khỏi gõ. Ở đây cô sẽ ghi là bỏ tạm thời cái này, cô bỏ đi. Cô sẽ ghi cái này là file input stream, cái này là đọc object, đọc object từ file ra, đúng không? Cái này là file input stream FES. Ok, cái này các bạn import nó vô thì nó hết lỗi, được chưa? Đây object cũng là input stream, cũng đọc import nó vô ha, hết lỗi. Cái này là in object EOES, thấy không? Đó, FES sẽ gán bằng file input stream, đọc cũng sinh viên data luôn. Cái này là ES, cái này là input stream, cái này là ES. Ok, được chưa? Đọc thì ta ghi đâu, khi các bạn đọc thì các bạn lấy là cái gì đấy ạ? Cô cũng tạo một cái object, hoặc là khỏi tạo, cô sẽ gán. Khi các bạn lấy ra các bạn phải nhớ ép kiểu nhá, tại vì object lấy ra nó không biết là object gì đâu, cho nên lấy ra các bạn phải ép kiểu. Thì cô tạo một cái sinh viên SV2, đúng không? Gán bằng ép kiểu là sinh viên, và các bạn lấy OES.read. Read gì ạ? À? Object. Đâu rồi? Read object của tôi đâu rồi? Đây. Được chưa? Nhớ là lấy ra phải ép kiểu. Control cách nè, cô cắt đi nè. Không ép kiểu nó lỗi ngay, bởi vì nó không biết cái này là object gì, cho nên các bạn không ép kiểu sang object sinh viên là lỗi, cho nên phải ép kiểu, được chưa? Rồi, và cô xuất ra màn hình để các bạn biết các bạn đã xuất ra rồi. Thì cô xuất ra nè, systemout.print tên 2.sv2 chấm tên, rồi system out, cái này là điểm SV2 chấm điểm. Ok rồi, cô không xuất, cô chỉ xuất ra đây thôi nha. Đây là OES, cái là EFES, đó, xong, được chưa? Ok vậy thôi, bây giờ chạy lại nha, run file. Bây giờ tôi không có ghi nữa, tôi đọc thôi, tại vì có rồi. Đọc file. Hả? À, cô chưa gọi. Đọc file, Ctrl C nha. Các bạn qua đây, click đúc. Đã gọi nó đâu mà nó đọc, đúng không? Đưa vào đây, chấm phẩy.
Được chưa? Ừ. Rồi, bây giờ đọc file nào. Đọc diện 10 điểm được chưa? Thành công ok chưa? Hoặc các bạn đọc xong đổ ra đây được không? Được. Ok. Rồi. Đã demo xong đọc. Nhưng mà cái này mới là một object thôi. Bây giờ nhiều thì sao? Bình thường các bạn làm nhiều các bạn lưu ở đâu? Bình thường các bài trước các bạn bài 3, lớp 3 các bạn add nhiều sinh viên các bạn lưu ở đâu? Lưu ở đâu? Lưu đâu? Bây giờ muốn đổ dữ liệu từ đâu đó vào cái bảng, hay là lấy từ bảng ra, hay là đọc ghi ở đâu, tao làm ở đâu, là cái biến gì để lưu trữ? Arrays. Lưu nhiều phải arrays, phải tập hợp chứ, một là mảng, hai là arrays, đúng không? Đấy, mảng tập hợp. Tập hợp cũng được làm arrays, bây giờ tạo arrays thôi. Dễ không? Vậy cô sẽ tạo một cái array list ở trên này. Tạo một array list trên này. Array list. Nhớ là để luôn cái gì đã. Để gì? Sinh viên. Đúng không ạ? List gán bằng new array list luôn. Không, các bạn gán bằng null đi. Còn các bạn sẽ khởi tạo nó ở đây. List gán bằng new array list. Ok. Xong chưa? Rồi, mỗi lần cô nhận cái thêm, cô sẽ không có ghi vào file vội. Hiểu không ạ? Cô không ghi SV này vào file vội, mà cô sẽ add cái SV này vào đâu ạ? Add cái SV này vào list. List chấm add cái anh SV này vào. Được không? Sau đó lưu file, tôi không lưu cái anh này đâu. Tôi lưu anh gì? Lưu nguyên cả thằng cha list này. Được không? Xong nhá, sửa có hai chỗ thôi đó. Rất được, đúng không? Rồi khi đọc file, cô không có đọc vào đâu? SV này làm gì? SV này cô đọc ra đây. Cô đọc vào đây. Cô cắt nó ra. Cô đẩy nó ra ngoài cùng nha. Cái này không có liên quan. Ok. Cái này tạm thời để đây bỏ. Và ở đây cô sẽ lưu. Cái này cô sẽ không lưu vào đâu? Cô sẽ không lưu vào SV, mà cô sẽ lưu vào đâu ạ? Cái list. Và đương nhiên không cần ép kiểu, bởi vì list này array list chứ không phải là gì hết. Cô sẽ đọc vào list. Khoan, read objects. Cô ép thành, ồ sao ép chị? Ép thành array list. Được không? Ép thành array list ha. Nó cô ép kiểu vào đây, xong chưa? Sửa này chút xíu thôi nha. Rồi, ở đây nè, sinh viên này cô sẽ bằng gì đây hả? Cô dùng vòng lặp gì đấy? For. Đúng không? For sinh viên SV 2.list. Cái này là for x, for in ha. Đó. Và cô xuất ra gì? Cái này bỏ luôn. Cô xuất ra gì đấy? SV2, SV chấm tên, SV chấm điểm. Cô sửa lại chút rồi. Đấy là xuất ra màn hình, được chưa? Lần sau các bạn sẽ không xuất như này. Các bạn sẽ đổ nó vào đâu ạ? Đổ nguyên cái array list này lên table. Hiểu không ạ? Ok. Mà cách đổ array list vô table thì đã demo rồi. Được chưa? Để chạy nha. Run file. Cô thêm nè. Cô thêm mình diện 10. Thêm 10 cái. Thành công. Rồi sửa lại. Tỏi 9 rưỡi.
thêm mới. Thành công rồi, đọc file nào. Xong ha, đọc file nào. Cô đúng có duyên và có toại chưa? Ra chưa? Thành công chưa? Dễ đúng không? Vậy cái này nó chỉ nằm ở đâu nào? Tôi không quan tâm các bạn như nào hết, nhưng miễn là tôi có một cái list, tôi ghi nguyên cả list này lên file. Còn cái việc các bạn add list, các bạn thấy add ở ngoài đúng không? Cô đâu có add vào cái chỗ trai này đâu. Hiểu không ạ? Tôi ghi vào list là tôi xử lý ở đâu đó. Còn cái ghi file này tách ra được không? Tách ra được. Vậy các bạn cứ add đi, xong các bạn chỉ làm một cái phím là lưu file thôi, thì nó sẽ lưu lên file, có thể tách riêng được đúng không? Nhớ là cái này, hai cái thao tác này tách riêng được nha. Lưu file đặt riêng một cái button, đọc file đặt riêng một cái button, đúng không? Đó. Rồi, bây giờ các bạn quay lại cái bài assignment. Nhìn nha, cô sẽ chỉ các bạn này nó nằm ở đâu ở trong bài assignment ha. Hướng dẫn về các bạn làm luôn. Học đến đây thì các bạn hoàn toàn làm xong được assignment tại thời điểm này luôn. Không cần học đến bài 8 mới làm xong assignment. Đến thời điểm này đã kết thúc được cái phần ghi file, đọc file rồi. Hiểu không ạ? Rồi, các bạn xem cho cô nè. Thấy chỗ open chưa? Cái open này nè là dùng để các bạn làm gì đấy ạ? Mở file, tức đọc file ra. Thì khi open cái, nó sẽ đổ dữ liệu lên cái bảng. Hiểu không ạ? Nó đổ dữ liệu luôn lên cái bảng này. Có hiểu không? Thì gọi là open file. Rồi cái lưu save. Save này nó sẽ làm hai thao tác. Một là thao tác thứ nhất là lấy tất cả dữ liệu này. Một là các bạn đổ lên bảng tiếp tục. Hai là lưu tiếp cái array list lên đâu? Lên file. Hiểu không ạ? Lưu. Đấy, nhấn save. Còn nhiều bạn không thích thì các bạn để luôn một cái nút bên cạnh đây. Để là nút gì đấy ạ? Lưu lại. Thì khi lưu thì dữ liệu mới được lưu vào. Và khi cô test thì dễ lắm. Cô mở cái, các bạn test đúng không? Cô mở ra, cô test, cô thêm xong cô tắt đi. Lưu file xong cô tắt đi, cô mở lại nó vẫn có. Nó có dữ liệu thì chứng tỏ là lưu file thành công. Hiểu không ạ? Chương trình các bạn tắt đi nè. Tắt đi chưa? Chưa tắt đúng không? Tắt đi. Ok, tắt rồi nhá. Chạy lại nè. Tôi tắt chương trình rồi, tôi chạy lại. Run file. Thì bây giờ tôi không nhập mà tôi đọc file luôn thôi. Nó có dữ liệu chứng tỏ là đặc lưu ở trên file. Ok. Và dữ liệu các bạn được duy trì. Còn nếu các bạn làm cách cũ là các bạn sẽ thấy gì đấy ạ? Dữ liệu tắt chương trình, cái dữ liệu mất đi hết. Đúng ạ? Ok. Đấy. Thì chúng ta kết thúc cái phần lưu này.